của em là 7.5 IELTS để có thể đi du học bên Úc ạ. Em thì là 6.5 đến 7 chấm để xét tuyển một trường đại học. À, chị muốn đạt được 7 chấm. À, là mình muốn đạt tới là 5.0. 5.0 ạ. Thực ra là chị nghĩ là rất là khó, nhưng mà không có nghĩa là không đạt được. Vậy thì theo chị là mất khoảng bao nhiêu lâu thì mới có thể đạt được mức điểm này? Thực ra cũng còn tùy vào cái điểm start point. Mà theo chị nghĩ thì nếu mà chăm chỉ và cố gắng thì có thể là từ 10 đến 12 tháng thì sẽ có thể đạt từ 6.5 lên 8. Em nghĩ là việc học tiếng Anh cũng là một cái chuyện rất là khó rồi ạ. Và để đạt được 8 chấm thì nó cần cả một quá trình, cũng cần một khoảng chặng đường khá là dài. Nhưng mà em nghĩ là với sự giúp đỡ của trung tâm mình và cùng với cả thầy thì em nghĩ là việc 8.0 IELTS không phải là khó. Cảm ơn em. Em nghĩ là 8 chấm thì không phải là một điểm quá khó. Thực ra thì học IELTS thì nó phải cần cái sự nỗ lực của cả bản thân mình nữa. Nên là nếu mà mình cố gắng thì em nghĩ là sẽ được ạ. Mình nghĩ là nếu như mình có thời gian học và dành cái thời gian cho nó hơn thì sẽ nghĩ là cũng không khó lắm. Theo mình thì cái điểm 8.0 ấy thực sự nó không hề cũng không phải là quá khó. Tại vì cái này nếu mình nói thẳng ra thì nó phụ thuộc vào từng đối tượng cũng như là cái phương pháp học của các bạn nữa. Nếu như các bạn là những người mất gốc thì nó sẽ đòi hỏi một quãng thời gian khá là dài. Nhưng nếu các bạn mà có một cái nền tảng nhất định khoảng từ 3.0 đến 4.5 rồi thì cái lộ trình học của chúng ta sẽ ngắn gọn hơn. Nhưng dù học ở mức độ nào chăng nữa thì chúng ta học lúc nào cũng phải có lộ trình. Tức là các bạn phải đi từ những cái hướng từ con số 0 tìm đặt cho mình những mục tiêu cao hơn là ví dụ 3.5 hoặc 4.5. Sau đó chúng ta lại 4.5 lên 7 là 6.5 và từ đó chúng ta update điểm chúng ta lên cao hơn. Có nghĩa là học dù ở mức độ nào hay mục tiêu các bạn là bao nhiêu đi chăng nữa thì lúc nào cũng cần phải có lộ trình và có những cái phương pháp đúng với từng giai đoạn của các bạn. Nếu mà có bằng 8.0 IELTS thì chắc chắn là ngay tức em sẽ apply học bổng du học luôn. Vì du học bên nước ngoài vẫn luôn là một trong ước mơ của em. Đối với em thì bằng 8.0 thì nó là một cái cánh cửa để có thể vào trường đại học. Với lại em cũng không có ý định là sẽ ra nước ngoài. Bởi vì như Việt Nam. Đầu tiên đấy thì chị nghĩ là chị sẽ apply trong nước. Bởi vì là chị đang có gia đình và chị sẽ ưu tiên gia đình trước. Nhưng mà cũng không ngoại trừ là nếu như mình có một cái cơ hội việc làm ở overseas thì ví dụ như là mình sang đó làm expert vài năm, sau đó mình có thể back về Việt Nam thì đấy cũng là một cái cơ hội rất là tốt mà chị nghĩ là 8.0 sẽ giúp chị. Mình có thể dùng rất là nhiều việc cho mục tiêu của mình trong công việc cũng như là các cái nhu cầu khác mà mình cần thiết.